Lạnh quá. Đây là toàn cảnh cái khu đồi. Từ trên khu đồi này mình có thể nhìn thấy xuống ở phía bên dưới. Thì ở phía bên dưới đó chính là cái đó chính là cái nơi mình không biết nữa, nó chính là những cái bức tượng mà kiểu khỏa thân á, những bức tượng kiểu khỏa thân. Thì những bức tượng đó nó được làm lớn hơn so với cái cổng ở phía bên ngoài. Thì một hồi mình đi ra ngoài cái cổng phía bên ngoài, mình quay cái cổng phía bên ngoài để cho các bạn coi. Thì đây là cái công viên tên là Vingelandsparken, không biết là đọc đúng hay không. Thì từ cái khu đồi này thì có thể đây là cái cảnh xa của khu đồi. Nó cũng là những cái bức tượng kiểu khỏa thân á. Nó nằm trên cái tượng đài như thế này. Nhưng mà mình ráng tìm hiểu, mình cũng không biết là tại sao nó sẽ có những cái bức tượng như thế này. Ở phía bên dưới đây, ở sau lưng mình ở đây á, nó chính là một khu phức hợp lớn. Thì trong khu phức hợp này á, thì chính giữa nó là một cái tượng đài. Thì cái tượng đài đó, một cái monument chứ, kiểu giống như vậy. Thì một cái monument đó thì chính giữa nó là bao gồm nhiều cái bức tượng con, hỏa thân, nó được chồng đắp lên nhau. Thì bây giờ mình đi xuống dưới mình coi nó như thế nào nhé. Thì trong quá trình mình đi qua bên đây á, thì nó có rất nhiều cái du khách, trong đó có những du khách người Á cũng khá là nhiều. Trong đó mình đoán là những người Trung Quốc cũng chiếm cũng khá cao á. Mình nghĩ vậy chắc tầm chừng những người mình đi từ nãy giờ đó, thì mình nghĩ tổng số lượng người chiếm ở đây tính từ Trung Quốc mình nghĩ chắc cũng tầm khoảng chừng 30% ở trong đó. Con số cũng không phải là nhỏ. Hồi nãy mình có quay bằng máy GoPro, nhưng mà máy GoPro thì nó bất tiện ở một chỗ là khi mà quay thì nó cũng mỗi một cái nó có cái tiện lợi riêng. Ví dụ như cái này là mình quay bằng cái iPhone cộng thêm cái sticker, thì quay cái này nó cũng có một cái lợi, nó cũng có một cái bất lợi. Cái lợi là nó sẽ tiện lợi, mình gắn vô dễ dàng, nó lắp vô được dễ dàng này nọ. Rồi nó có một cái remote control nó, thì mình có thể bấm nút quay và bấm nút chụp hình rõ ràng luôn. Thậm chí mình selfie cũng dễ dàng, tất cả mọi thứ đều dễ dàng. Nhưng mà có một cái điểm bất lợi đó là khi mà mình đi á, điểm mình đi nhanh thì cái hình ảnh nó sẽ không có stable. Thì khi nếu mà hình ảnh mà nó stable thì nó sẽ đẹp hơn. Còn trong trường hợp này, nếu mà trong trường hợp mình đi chậm thì họ nói mà đi nhanh thì cái hình ảnh nó bị mất cái gì nè. Thì nó làm cho cái người xem họ coi họ sẽ bị nhức đầu. Ok, cái đây là cái khu monument chính giữa cái khu công viên lớn. Xây dựng cái cầu thang, ví dụ như những cầu thang như thế này á, là nó thích hợp dành cho những người kiểu họ kiểu những người mà handicap á, thì họ lên khó khăn, cho nên họ đang xây dựng một cái loại cầu thang mà đình chân có hạn, mình không biết nữa. Nó nói là đang xây dựng một cái công trình, một cái cầu thang lên. Thì mình nghĩ cầu thang đã có sẵn rồi, nó xây thêm thì mình nghĩ chắc thể do dành cho handicap. Thì đây là cái khu phức hợp những cái bức tượng. Mà những bức tượng này thì cái size nó, cái kích cỡ của nó lớn hơn cái kích cỡ bình thường, người bình thường. Ở ngoài cổng á, thì nó khu phức hợp những bức tượng. Những bức tượng đó thì cái size kích cỡ đó nó bằng những người bình thường. Còn đây là cái size nó lớn hơn so với người bình thường. Nhưng mà khi mình coi ở chính giữa ở đây á, nó là một cái monument. Thì cái monument này á, nó có nhiều cái bức tượng con nhỏ kiểu khỏa thân. Thì những bức tượng con nhỏ này nó chồng lắp lên nhau. Thì mình theo như mình thấy á, thì có người trẻ, có người già, có thanh niên, đàn ông, đàn bà, đầy đủ hết tất cả, con nít cũng có tất cả. Và nó được chồng lớn lên nhau, nó tạo thành một cái monument như thế này.
khi mình coi cái bức tượng ở đây á, nó làm cho mình gợi ý, nó làm cho mình gợi nhớ đến những cái bức tượng của ông artist Rodin ở Pháp. Thì ở bên Pháp nó có một cái museum The Rodin, thì cái Rodin nó là một cái artist ở bên Pháp. Thì trong cái museum đó, những cái bức tượng của ông nó toát ra một cái ý nghĩa. Ban đầu mình coi thì mình không có phát hiện được ý nghĩa đó, nhưng mà những cái bàn tay với những cái chân như thế này nó rất là lớn. Chân thì cũng vậy nè, tay nó lớn, và khi nào nó lớn vậy á, nó thể hiện mà nó mang một cái ý nghĩa nhất định. Ví dụ như đây, mình xuống đây mình quay một cái bức tượng này cho các bạn coi. Thì bức tượng này á, đó là hai người phụ nữ đã lớn tuổi. Thì đương nhiên tất cả những bức tượng này là nó khỏa thân hết. Thì đây là hai bức tượng người phụ nữ lớn tuổi. Nhưng mà các bạn thấy là cái tay của họ ở đây, như cái tay á, cái tay ở đây nè, nhìn rất là lớn và rất là thô, chứ nó không phải là thể hiện tay của một phụ nữ. Mặc dù á, là cái size của cái bức tượng nó lớn, nhưng mà cái kích cỡ của cái tay và cái chân đó, thì nó lại không thể hiện cái điều đó, nó không tương xứng với bức tượng. Thì mình nghĩ rằng là có thể nó thể hiện một cái ý nghĩa gì đó mà cái người mà tặng cái bức tượng này họ muốn truyền một thông điệp gì đó mà mình không biết. Nhưng mà tiếc một chỗ là nó không có một cái description ở đây, nó có một cái description nó sẽ đỡ hơn. Bây giờ thì mình OK, bây giờ thì mình bắt đầu mình đi xuống dưới để quay cái khu phía bên ngoài. Thật ra cái khu phía bên ngoài hồi nãy á, mình đã có quay rồi. Cái khu cửa mà mình đã có quay rồi, quay bằng cái máy GoPro mình treo trên vai nè. Nhưng mà quay được có 2-3 phút là cái nó bị ngưng rồi, do nó hết dung lượng. Nên hồi mình về mình chỉnh lại cái kích cỡ của video. Tại nếu mà mình chọn cái kích cỡ video nó maximum, cho nên quay tầm có chừng 20 phút là đã hết dung lượng rồi. Mặc dù có thể nhớ mình nó thể nhớ nó nhiều, với lại cái số lượng file cũ của mình trong cái đó cũng nhiều nữa. Thì nó có thể nhớ là 128GB, nhưng mà do nó nhiều quá. Đây là cái khu ở phía bên dưới. Thì như các bạn thấy ở đây nó chia thành 3 tầng. Một hơi mình để mình quay cho các bạn thấy phía bên dưới. Ở bên dưới nó có tầng đầu tiên, là khi đi vô nó có một cái cầu, hai bên cái cầu là những bức tượng khỏa thân. Vô trong một cái tầng thứ hai này, nó có một cái nó có 6 thanh niên lớn đứng để đỡ cái nó giống như cái thao, cái chậu vậy đó, là tầng thứ hai ở đây. Lên tầng thứ ba ở đây á, là cái tượng đài này. Và cái tầng thứ tư ở đằng sau á, là một cái tượng đài nhỏ hơn. Nhưng mà mình rất là hăm hở. Mình rất là hăm hở tại vì đến hôm mình về mình coi là ý nghĩa của cái tượng đài này nó mang ý nghĩa gì. Tại vì tất cả đều là hình khỏa thân hết. Thì mình nghĩ chắc là nó phải có mang một cái ý nghĩa nhất định. Khu công viên này rất là lớn. Cái này mình đang quay bằng cái clip. Thì cái clip này, ai clip
Thì cái này nó tiện ở chỗ là nó có một cái remote control. Có một cái remote control như thế này nè. Thì mình quay nó dễ dàng hơn, và mình nhấn nó dễ dàng hơn. Vì nó đang ở chế độ quay phim á, thì mình chỉ cần nhấn một cái nút đỏ trên đây thôi là nó đã quay rồi. Thì nó tiện lại hơn. Ok, cái này nè, đây là cái tầng thứ hai mình mới vừa nói hồi nãy. Thì trong cái tầng này á, nó có một cái những cái bức tượng. Mà những cái bức tượng ở đây á, nó bằng đồng. Cái size, cái kích cỡ thì nó không bằng với người thật. Mình nghĩ chắc khoảng chừng tầm tầm khoảng chừng 1/2, 1/3 hoặc là 1/2 so với kích cỡ với người thật. Mình không biết nữa. Nhưng mà nó có một cái điểm chung, đó là như thế này. Nó bao gồm những cái cây, và người ta đứng ở phía bên dưới những cái cây đó, và người ta có một cái xúc cảm nhất định ở dưới cái cây đó. Còn ở trên đó, đó là những cái người thanh niên. Họ ôm cái, họ đỡ cái chậu. Nhưng mà có đặc biệt ở đây, nó có một cái hình, hình của một người, không phải một người nữa, kiểu giống như là một người ngoài hành tinh, một con ma gì đó mình không biết, ở đây nè. Còn ở phía bên dưới á, là những cái hình tượng nhỏ. Hình người cũng có, hình bộ xương người cũng có. Rồi con nít cũng có. Rồi con ngựa đầy đủ hết tất cả. Heo cũng có nữa. Heo rừng. Còn ở trên đây giống như một đám nước nít ở đây nè. Nó đang leo. Và đang đu với nhau. Nói đây là cái khu ở phía bên ngoài đây nè, lớp đầu tiên ở đây. Thì ở đây nó là một cái cầu, ở hai bên cái cầu là một cái, là những cái bức tượng. Còn những bức tượng này nó làm bằng đồng, hỏa thân là bằng đồng. Ở hồi nãy thì cũng hỏa thân bằng đồng, nhưng mà nhỏ hơn kích thước cái size thật của một con người. Còn tầng trên cùng là cái kích thước nó lớn hơn size thật của con người, mà nó làm bằng đá, còn đây nó làm bằng đồng. Thì kích thở cỡ ở đây thì nó là kích thở thật. Có cái bức tượng ở bên đây nè, mình thấy nó rất là, nó cũng nghệ thuật, nó cũng đẹp. Nhưng mà có một điểm bất hợp lý. Có thể quay nó khác chiều ánh sáng cho nhìn không có rõ. Chứ có một vài điểm bất hợp lý trên bức tượng này. Mặc dù nó đẹp nhưng mà mình thấy nó một vài điểm bất hợp lý. Mình quay lại một lần nữa. Rồi đây là xong cái công viên tên là viên viên Land Spark Sparken. Ở đây dưới đây á, nó là một cái con kênh, con sông. Và trên mấy mặt hồ nó đã đóng băng rồi. Nhưng mà đi không biết có được hay không. Mình thấy có một cái dấu chân, và dấu chân họ đi. Thì ở phía bên kia là nước nó đang chảy ra, còn bên đây thì nó đóng băng rồi. Bây giờ mình đi về, hay là mình đi qua cái chỗ khác và cái công viên khác.